được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1997. Dự án làng đại học với tổng số vốn đầu tư dự kiến trên 8.600 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ tạo nên một khu phức hợp giáo dục hiện đại và quy mô của cả nước. Tuy nhiên, sau 23 năm, dự án trên vẫn dậm chân tại chỗ do nhiều khó khăn vướng mắc. Để tháo gỡ nút thắt bước đầu trong giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, hôm nay, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố. Phát biểu tại cuộc họp Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, năm nay vốn dành cho giải phóng mặt bằng bố trí tái định cư được chính phủ phân bổ cho dự án là khoảng 400 tỷ đồng. Nếu trong thời gian tới không kịp giải ngân, nguồn vốn trên có thể sẽ được bố trí cho dự án mới. Thời gian không còn nhiều, vì vậy Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai các giải pháp cấp bách nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, lựa chọn quỹ đất phù hợp để sớm bố trí tái định cư cho người dân. Tại cuộc họp trước những yêu cầu về mặt thời gian, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn gấp rút thành lập hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng để tiến hành các phương án bố trí tái định cư. Thì chúng tôi cũng tính cái phương án là là cũng tìm à và cho người dân có thể lựa chọn một một số những cái nơi khác nó không tập trung nhưng mà những người dân người ta cũng có thể thích ở những cái nơi gần gần đó, hạt xa hơn tí. Ví dụ người ta được được 3 lô thì người ta có thể chọn trước một lô ở đâu đó để làm nhà, còn hai lô người ta sẽ nhận tại cái chỗ của tên đăng Thì chúng tôi tin đó, đó, là cái cách làm nó nhanh. Dự án làng đại học nằm trên địa phận của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam có tổng diện tích quy hoạch khoảng 300 hecta, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu cho trên 50.000 sinh viên và hơn 3.500 cán bộ chuyên gia. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 40 hecta đất được bàn giao mặt bằng sạch.